Một lần nữa, xin mời quý vị chúng ta cùng tĩnh tâm và thưởng thức lại tiếng hát của danh ca Chế Linh. Đặc biệt, tiếng hát Chế Linh sẽ được tái hiện bởi đôi loa Boss 10.2 trơn của Mỹ. Mọi chi tiết xin gọi điện cho Cương Audio Lai Châu 0918 099 388, giao hàng toàn quốc. Quý vị thân mến, tôi đang ghép đôi loa này với chiếc âm ly Denon 940 của Nhật Bản và sử dụng chiếc đầu CD Sony 333ESD làm nguồn phát. Quý vị lưu ý, đôi loa này có hai công năng, có thể vừa nghe nhạc hay như quý vị đang nghe thấy và có thể hát karaoke chuyên nghiệp trong gia đình của chúng ta. Tất nhiên chỉ trong gia đình thôi. Đôi loa này rất dễ ghép với các dòng âm ly bán dẫn hoặc có thể ghép với những chiếc âm ly karaoke của gia đình quý vị như Jaguar, Kali. Nếu như ghép với những dòng âm ly bán dẫn như Denon quý vị đang nhìn thấy kia, chúng ta chỉ cần kết hợp thêm một chiếc vang số nữa thôi là có thể trở thành một bộ hát karaoke rất tuyệt vời. Đôi loa này mỗi một thùng có hai bát, một bát đánh ngang, một bát đánh ngửa. Thùng của nó cao khoảng 1m1 và đặc biệt nó rất nặng. Một điều quyết định nữa, đó là mức giá của nó rất dễ chịu, hơn 10 triệu đồng. Những clip trước đây tôi đã giới thiệu đến quý vị một biến thể khác của nó, đó là Boss 10.2 Series 2. Đây là Boss 10.2 trơn. Quý vị có nhu cầu sở hữu đôi loa này hoặc cả bộ sản phẩm trước mắt, hãy gọi điện cho tôi theo số điện thoại 0918 099 388, Cương Audio Lai Châu, hân hạnh giao hàng toàn quốc.